Xin mến chào toàn thể quý vị các bạn. Và tiếp tục thì hôm nay em Tuấn lại giới thiệu đến quý vị các bạn một chiếc đài bãi nữa. Chiếc này là về cùng cái lô đợt mới nhất đây. Và hôm nay thì em Tuấn sẽ lên sóng giới thiệu đến chiếc này. Chiếc này thì mới khui ra vào chiều ngày hôm nay. Đây là chiếc đài Hitachi TRK-W4V các bác nhá. Đài mang màu sắc màu ghi sáng. Cái màu này rất là sang các bạn. Nó gần như giống cái màu xám xi măng mà giới trẻ hiện nay đang thích ấy. Đó. Nó không phải là màu ghi đậm đâu, mà em gọi là màu ghi sáng, hay là chúng ta gọi là màu xám xi măng cũng được. Cái màu này nó rất là đẹp, rất là nhã nhặn và sang trọng. Màu này em nhìn thấy rất là giống cái màu xe Vision mà đời 2024 ấy. Gần như vậy, và màu này nó sáng hơn một xíu nhá. Rất đẹp. Và máy thì không có điểm trừ rồi. Máy bãi mà hàng tuyển chọn các bạn, mới tinh luôn. Đấy. Đợt vừa rồi thì em Tuấn có về được một lô đài rất là ưng ý. Hầu như trước nào em đăng lên cũng rất là đẹp và được các bác đón nhận. Nhiều bác rất là thích đúng không ạ? Và hầu như đăng lên trước nào là em Tuấn cũng đã bán rồi. Rất là nhanh. Đó, cảm ơn tất cả các tình cảm của quý vị khán giả đã dành cho em, cũng như là cái sự tin tưởng tuyệt đối ở cửa hàng. Và đây là một chiếc đài Hitachi TRK-W4V. Phải nói là cái màu này cũng rất là hiếm. Và tìm được một cây đẹp như thế này thì chắc là cũng quá là khó. Đài đẹp thiếu thùng xốp thôi, mới cứng ạ. Và hôm nay thì em Tuấn sẽ quay tổng quan xung quanh cũng như là chi tiết của chiếc đài này. Các bác nào đang tìm cái dòng đài đẹp này mua về chơi sưu tầm cũng như là sử dụng thì hãy liên hệ với em. Đài sử dụng điện áp 100V nhé. Tất cả các chiếc đài mà em Tuấn bán ra thì tất cả các linh kiện, phụ kiện, các phụ kiện đi kèm như dây rắc, cục nguồn. Đấy, nếu mà chiếc nào mà chạy cục nguồn 100V thì em Tuấn sẽ tặng cục nguồn 100V. Và bác nào mà những chiếc đài nào mà tặng chạy nguồn 9V thì em Tuấn sẽ tặng nguồn 9V. Còn bác nào mà đã có rồi thì em Tuấn sẽ trừ tiền đi. Đấy, riêng bên em Tuấn thì giá đã bao gồm tất cả các phí rồi, kể cả là phí ship nhé các bác nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ nhìn về phía bên tay trái là phần loa. Xi mạ của chiếc này thì nó gọi gần như là 99,9% các bạn, mới đét đèn an luôn. Chưa có hiện tượng rôm, sùi, gì hết các bác nhé. Cái loa ở trong lại bằng màu trắng nên là nó rất là sang cái đài các bạn. Đây chúng ta nhìn từ xa này, nhìn cái đài rất đẹp ạ. Và đây là phần cửa băng số 2. Chúng ta thấy cái cửa băng rất là to. Và dòng này thì nó làm một cái chrome mạ to ở trên cái má cửa băng này. Đấy, nhìn nó rất là sang. Và cái chỗ này là chỗ dễ chảy xước nhất, nhưng chiếc đài này vẫn không hề chảy xước một tí nào các bác nhé. Phải nói là cực kỳ là đẹp. Đây là cửa băng bên số 1. Đấy, rất đẹp các bạn. Đây em sẽ bấm phần cưa cho các bác xem nhé. Đó, mới không ạ? Bánh tì còn zin coi nhá, bánh tì zin. Đầu từ này, tất cả các chi tiết sắt xì còn nguyên bản và còn rất là sáng nhá. Đó, rất là đẹp ạ, mới tinh luôn. Chúng ta nhìn cái phần xi mạ chrome ở trên bàn phím là chúng ta cũng đánh giá được cái đài nó đẹp như thế nào ạ. Xuất sắc. Gần như là bên Nhật họ không sử dụng tới. Mới lắm các bạn. Đây là em Tuấn quay qua điện thoại nên là các bác nhìn cũng hơi khó một xíu, nhưng mà nhìn ở ngoài thì chúng ta sẽ thấy được cái vẻ đẹp của nó. Đây là phần xi mạ ở loa tép và loa bass ở bên tay phải các bác nhé. Chúng ta sẽ đến cái phần xi mạ ở bên quai sách này. Đó. Nút tuning dò sóng này. Xuất sắc ạ. Và dòng này thì cả một cái mặt ở phía trên, tất cả các cụm núm nút này nó là một miếng nhôm nhé. Và cái miếng nhôm này thì rất dễ bị chrome nổ, nhưng mà đây các bác nhìn này, đẹp từng chi tiết luôn ạ. Mới kính con luôn. Ở đây nó có một cái thanh mực in màu xanh nó chạy dọc ở đây. Trang trí cái đài rất là đẹp. Màu xanh dạng như là xanh dương nhạt. Màu này gọi là xanh lam các bác nhỉ. Xanh lam. Chúng ta sẽ có nút nguồn ở đây nhé. 3 cái nút mạ chrome to này. Chúng ta sẽ có tông nhạc này, volume này. Bên này là về volume mic nhé. Đó. Cái này hình như là FM stereo mono này. Còn đây là nút chức năng đây các bác nhá. Cần gạt chức năng đây. Cũng có băng cassette, radio và line in. Cái nút này là nút quan trọng này, chúng ta phải nhớ. Bên này là 3 băng tần của radio, gồm có AM và FM. Và FM là FM từ TV 1 đến 3 và TV 4 đến 12. Thì tương thích với là 108 các bác nhá. Đấy, FM này từ 76 đến TV 123 thì nó tương thích với 108 rồi. AM thì bắt đủ đài rồi các bác nhá. Đấy, nên là radio thì nó đã tương thích. Đấy, nút tuning to nhất này, rất đẹp. phần mạ chrome ở bên trái này, bên quay sách. Còn đây là phía sau lưng của chiếc đài. Phần nhựa của nó nhìn rất sang đúng không ạ? Màu ghi xám, màu ghi trắng các bác nhé, rất là đẹp. Màu ghi sáng, này, gọi như vậy thì nó dễ gọi hơn. Hoặc là gọi màu xám xi măng cũng được. Ở đây chúng ta có một cái tem thông số bằng tiếng Nhật, chắc là tem điện áp hoặc là tem gì đó. Ở đây là cái phần pin này. Cái dòng này thì nó in trực tiếp cái thông số kỹ thuật máy ở trên phần nhựa rồi. Đấy, các bạn yên tâm nhé. Made in Japan này. Hitachi TRK-W4V. Cái model đầy đủ nó là TRK-W4V, hay chúng ta còn gọi là W4V thì nó nhanh hơn, gọi như vậy là dễ nhớ hơn. Ở cửa băng này nó cũng ghi model rồi đấy các bác nhé. Còn cái phần Perisco, phần này là chính là cái phần mà nó quảng cáo cái chất âm của dòng Hitachi, chất âm riêng biệt nhé. Perisco TV sound có nghĩa là bắt được cả radio, phần TV. Ở đây chúng ta sẽ bật nguồn lên này. Đó, đèn đỏ nó báo nhé. Ta sẽ test cửa A trước nhé. Xin lỗi, đây nó ghi là cửa số 2 ạ. Dòng này thì nó lại số 2 bên này. Gọi cửa A cũng được. Thôi em hãy đi về vĩnh biệt, kể từ đây còn luyến lưu làm chi, còn vấn vương làm gì. Ai thật lòng yêu ai đến bây giờ mình đã biết, chuyện tình đôi ta em hãy xem là huyền thoại. Anh đừng giận em, kia dĩ vãng mùa thu vẫn đẹp như giấc mơ, trên trời bao ánh sao tình ta bấy nhiêu kỷ niệm. Nào ngờ hôm nay định mệnh chia rẽ đôi ta. Cực hay các bạn, tiếng rất là mượt, to, rõ và nó có độ nhuyễn riêng các bạn nhé. Môi tóc làn môi và thư tình, anh xin gửi lại em và tất cả cuộc vui anh cũng xin trả lại em. Dù mãi em theo chồng, đời đời em vẫn nhớ. Tiếng rất là hay, hai cửa chạy rất là tốt các bác nhá. Và tiếp theo từ phần radio để chúng ta gạt nút chức năng là lên giữa nhá. Sau đó Linh liên hệ với Lý Thị Ngọc Nga. Chúng ta sẽ dò sóng. Ai đang im vào những thân tre, bao ký ức sắc xa hơi mẹ. Ai đang Brazil Lula đã gửi thư mừng tới diễn đàn. Theo tin đài chúng tôi, mới đã của người quên số tiền 1 tỷ đồng và đưa cho Bích. Sau khi nhận số tiền này, Bích có sử dụng 150 triệu đồng để trả chi phí thuê luật sư cho Linh. Radio Barcelona nhé. Chúng ta gạt lên trên cùng nó sẽ là live in. Ở đây em Tuấn đã cắm sẵn với cái điện thoại này rồi. Đây, chúng ta sẽ test nhạc. Tiếng rất là hay. Là phước đời em phải lỗi nào, chân bước ngang nghiêng dưới đèn muôn màu. Ai tình mùa bán em trao, em mơ gác ngọc lâu cao, em nào nghĩ. Em Tuấn vừa test cái nút tông nhạc, bát test thì hoạt động rất tốt các bác nhá. Rồi tháng rồi năm hoa nhị u tan, duyên kiếp đời em thôi đã lỡ làng. Tiếng đời muôn kiếp em mang bao nhiêu ước vọng giàu sang nên như. Vâng, và em Tuấn cũng xin phép được dừng video ở đây, vì video cũng đã khoảng độ 10 phút rồi, khá là dài rồi. Em Tuấn cũng xin phép dừng lại để các bác có thể là dễ theo dõi hơn. Và chiếc đài này em đang giao lưu toàn quốc với giá là 4.500.000 đồng nhé các bác nhé, cho một chiếc đài Hitachi TRK-W4V. Đài mang màu sắc màu ghi sáng rất là đẹp, hay còn gọi là màu xám cũng được ạ, màu xám nhạt hoặc là màu xám xi măng cũng được. Một cái màu rất là độc luôn ạ, rất là đẹp, hiếm thấy ở trên thị trường, và máy đang gọi là đẹp xuất sắc, 99,9% các bác nhé. Đó, và chiếc đài này thì em đang giao lưu toàn quốc với giá 4,5 triệu và đã bao ship, bao cục nguồn, bao dây rắc cho các bác rồi, và tặng các bác 2 cuốn băng đi kèm đài nữa. Các bác nào đang có nhu cầu tìm đài đẹp về chơi sưu tầm như sử dụng thì hãy liên hệ với em. Số điện thoại của em Tuấn là 0822 111 444. Và ngoài chiếc đài này thì em đang còn rất nhiều các model khác, phân khúc giá từ hơn 1 triệu cho đến khoảng độ 30-40 triệu. Nếu bác nào có nhu cầu thì hãy cứ liên hệ với em nhé. Xin cảm ơn quý khách hàng đã theo dõi video của em.